đắc được vào cảnh giới đến tất cả mọi nơi, vì trong một lỗ lông vào khắp tất cả thế giới. Đắc được vào khắp thân đến tất cả mọi nơi, vì nơi một thân chúng sinh vào khắp tất cả thân chúng sinh. Đắc được thấy khắp các kiếp đến tất cả mọi nơi, vì trong mỗi mỗi kiếp thường thấy tất cả các Như Lai. Đắc được thấy khắp ý niệm đến tất cả mọi nơi, vì trong mỗi một niệm tất cả chư Phật đều hiện tiền. Vì Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, lại đắc được công dụng đến tất cả mọi nơi, vào sâu mười pháp giới, có thể ở trong một lỗ chân lông vào khắp tất cả thế giới. Pháp giới có thể phân làm 10 loại pháp giới: Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, đây gọi là 4 pháp giới của bậc thánh. Trời người Atula, đây gọi là pháp giới thiện. Súc sinh ngạ quỷ địa ngục, đây gọi là 3 pháp giới ác. Có khi cũng gọi là Phật đạo, Bồ Tát đạo, Thanh Văn Duyên Giác đạo, thiện đạo, ác đạo. Atula nhiều là do tâm sân quá nặng, kiêu mạn đa nghi dẫn đến nguyên nhân sinh vào đường này. Chúng rất thích đấu tranh, nam Atula thì xấu xí, còn nữ Atula thì xinh đẹp. Trong loài người súc sinh và ngạ quỷ, phàm là những người nào thích đấu tranh, nóng giận, kiêu ngạo, đa nghi đều có thể liệt vào loài Atula. Chúng có phước trời mà chẳng có đức trời, cho nên vẫn cho là thiện đạo. Do Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, cho nên rất tự do đến khắp mười pháp giới. Cả Phật nghe pháp phổ độ chúng sinh. Thần diệu nhất là Ngài ở trong một lỗ chân lồng vào khắp tất cả thế giới. Đây chẳng phải là huyễn thuật, mà là công phu tu hành của Bồ Tát mới có cảnh giới như vậy. Đó gọi là cảnh giới viên dùng vô ngại, hay ở trong nhỏ mà hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, lớn nhỏ vô ngại, xử lý vô ngại, tự tha vô ngại, tất cả đều viên dung vô ngại. Cho nên mới nói, trong một lỗ lông vào khắp tất cả thế giới, lỗ lông tuy nhỏ mà mười phương thế giới ở trong đó cũng chẳng cảm thấy chật hẹp. Mười phương thế giới tuy lớn mà dung nạp ở trong đó cũng chẳng cảm thấy thế giới lớn thế nào. Lại đắc được công dụng đến tất cả mọi nơi, vào khắp tất cả thân chúng sinh, mà còn có thể ở trong một thân chúng sinh vào khắp tất cả thân chúng sinh. Bồ Tát một thân vào tất cả thân chúng sinh, tất cả thân chúng sinh cũng chẳng lìa khỏi một thân Bồ Tát. Đó là cảnh giới tự tha vô ngại. Bồ Tát lại đắc được đến tất cả mọi nơi, thấy khắp tất cả kiếp ba đời, ở trong mỗi kiếp lại luôn luôn thấy được mười phương ba đời chư Phật xuất hiện ra đời, và Đức Phật chuyển bánh xe pháp độ tất cả chúng sinh, cuối cùng thể hiện cảnh giới vào Niết Bàn, tám tướng thành đạo. Chẳng có một cảnh giới nào mà chẳng nhìn thấy, đó là trí vô ngại về thời gian. Bồ Tát lại đắc được niệm thấy khắp đến tất cả mọi nơi, ở trong mỗi một niệm tất cả chư Phật đều hiện hiện ra ở trước mặt Ngài. Vì tế nhất của con người là một niệm, ở trong một niệm nghĩ gì thường thường mình đều chẳng biết, nhưng Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, Ngài chẳng những biết niệm của mình mà còn biết khắp niệm của tất cả chúng sinh. Ở trong mỗi niệm, niệm trước, niệm sau, niệm hiện tại, trong niệm niệm mười phương ba đời chư Phật đều hiện ở trước Ngài. Cho nên Bồ Tát luôn luôn thấy được chư Phật. Đoạn kinh văn này là nói về Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi. Ngài ở trong công dụng của ba nghiệp, đạt được lợi ích nhậm vận tự tại, cảnh giới tự lợi lợi tha, viên dung vô ngại. Phật tử, Đại Bồ Tát đắc được hồi hướng đến tất cả mọi nơi, hay đem can lành hồi hướng như vậy. Các vị đệ tử của Phật tu hồi hướng thứ tư này, hồi hướng đến tất cả mọi nơi, hay đem đủ thứ can lành của Ngài tu tập, như trong kinh văn đã nói, hồi hướng đến mười phương ba đời, tất cả chư Phật, hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sinh, hồi hướng vì Bồ Đề giác đạo, hồi hướng vì chân như thật tế. Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng, nương oai lực của Đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: trong ngoài tất cả các thế giới, Bồ Tát thể đều chẳng chấp trước, chẳng bỏ nghiệp lợi ích chúng sinh, đại sĩ tu hành trí như vậy. Bồ Tát Kim Cang Tràng diễn nói xong hồi hướng thứ tư, pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, thì lúc đó, Ngài nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật, Tỳ Lô Giá Na Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, và chư Phật Thế Tôn quán sát khắp nhân duyên của chúng sinh trong mười phương thế giới, với sự phản ứng của các vị Bồ Tát trong pháp hội. Sau đó lại dùng kệ thuật lại nghĩa lý quan trọng trường hàng ở trên, để tiện lợi cho tất cả chúng sinh đời sau, bao quát chúng ta hiện nay, dễ dàng minh bạch. Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi này,
thì có thể đến khắp trong ngoài tất cả thế giới. Ở trong là thân tâm, ở ngoài là các thế giới, tận cùng hư không khắp pháp giới. Bồ Tát mặt đối với cảnh giới rộng lớn như thế, ở trong không thân tâm, ở ngoài không thế giới, vì Bồ Tát gì cũng đều chẳng chấp trước, tức chẳng chấp trước nơi thân tâm của Ngài, càng chẳng chấp trước nơi cảnh giới của tất cả thế giới. Tuy chẳng chấp trước, nhưng Ngài không lúc nào quên chúng sinh, vì lợi ích chúng sinh mà Ngài tinh tấn tu hành, từ bi tu huệ, chẳng xả bỏ nghiệp lành tu hành lợi ích chúng sinh. Sự tu hành, sự truy cầu của Bồ Tát là làm thế nào khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích, dùng trí huệ phương pháp gì, phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sinh. Mười phương hết thảy các cõi nước, tất cả chẳng nương chẳng chỗ trụ, chẳng chấp mạng sống các pháp thầy, cũng chẳng vọng khởi các phân biệt. Trong hết thảy vô lượng vô số các cõi nước mười phương thế giới, Bồ Tát đều chẳng nương tựa luyến ái, cũng chẳng nhàm chán cõi nước nào, cũng chẳng nhất định trụ vĩnh viễn trong một cõi nước nào. Ngài đi đến khắp mỗi cõi Phật trong mười phương, nhưng chẳng chấp trước nơi của mình có. Bồ Tát chẳng tham danh văn lợi dưỡng, càng chẳng tu năm pháp tà mạng không chánh đáng, dùng làm thủ đoạn mạng sống. Năm pháp tà mạng là người xuất gia dùng một phương pháp chẳng chánh đáng, kéo cả tiền tài của người khác để sinh sống. Năm pháp tà mạng: một, trá hiện tướng lạ; hai, tự nói công đức; ba, chiêm tướng cát hung; bốn, lớn tiếng hiện oai; năm, nói được sự lợi làm động tâm người. Bồ Tát cũng chẳng tùy tiện động vọng niệm, hoặc đối với người sinh tâm phân biệt, hoặc đối với sự việc sinh biên kiến. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng đến tất cả mọi nơi, cho nên quyết chẳng chấp trước chỗ nương tựa, thủ lấy phép tả mạng sống và vọng khởi tâm niệm phân biệt. Nhấp khắp trong mười phương thế giới, tất cả chúng sinh chẳng dư thừa, quán thể thánh họ chẳng chỗ có, khéo hồi hướng đến tất cả chỗ. Bồ Tát độ chúng sinh chẳng có tâm phân biệt thân sơ thiện ác tốt xấu, chẳng có quan niệm thương ghét, mà là nhiếp trí khắp tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới quan niệm bình đẳng. Trong tâm của Ngài chẳng có tư tưởng chúng sinh này chẳng phải thân hữu của ta, để đó sẽ độ về sau, chúng sinh kia là kẻ ác, hoặc đã từng đối với ta chẳng thân thiện, từ từ sẽ độ sau, hoặc chúng sinh nọ nhìn chẳng thuận mắt quá xấu xí chẳng độ, hoặc quá nghèo chẳng cúng dường cho ta cũng không độ. Bồ Tát chẳng có tâm tốt xấu ích kỷ như thế, là nhiếp trí khắp tất cả chúng sinh, chẳng xả bỏ một chúng sinh nào mà chẳng độ. Tại sao Bồ Tát phải hành Bồ Tát đạo? Là vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, muốn giáo hóa tất cả chúng sinh, hy vọng mỗi chúng sinh đều thành tựu Phật đạo, cho nên nói chẳng dư thừa, một cũng khiến cho chẳng sót thừa lại. Bồ Tát quan sát mỗi chúng sinh đều có Phật tánh, chẳng có một thể tánh nào khác biệt. Bồ Tát khéo tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, là muốn đem căn lành công đức của Ngài tu tập hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh sớm thành Phật đạo. Nhưng Ngài chẳng vì vậy mà chấp trước vào công đức Ngài hồi hướng cho chúng sinh. Bồ Tát chẳng có sự chấp trước như thế. Trong Pháp hội Kim Cang, Phật có nói với Ngài Tu Bồ Đề và đại chúng rằng: ta diệt độ tất cả chúng sinh, diệt độ tất cả chúng sinh rồi, mà chẳng có một chúng sinh nào thật diệt độ. Tức là nói chẳng chấp tướng rộng độ chúng sinh, mà chẳng chấp vào công đức của mình. Khắp nhiếp pháp hữu vi vô vi, chẳng ở trong đó khởi vọng niệm, như nơi pháp thế gian cũng thế, đèn sáng soi đời giác như vậy. Các đại Bồ Tát phát tâm tu hạnh Bồ Tát, các ngài chẳng phải chỉ tu một thứ pháp môn, chẳng giống như một số phàm phu nhất định lựa chọn pháp môn hợp với mình để tu tập. Bồ Tát ngài đã thấu hiểu đạo lý thật tướng của các pháp, cho nên ngài khắp nhiếp thọ tất cả các pháp. Ngài chẳng phân biệt pháp hữu vi, pháp thế gian, hữu lậu và pháp xuất thế gian, pháp vô vi, vô lậu. Ngài thông đạt các pháp, biết Phật pháp chẳng lìa pháp thế gian, ngài chẳng ở trong pháp hữu vi và vô vi sinh ra những tâm hoài nghi vọng niệm phân biệt. Ngài nhìn pháp thế gian cũng coi trọng tương đương. Nếu một người đối với chánh pháp thế gian thập thiện đều chẳng làm được viên mãn, thì có thể tu pháp vô vi xuất thế chăng? Thường nói chưa thành Phật đạo trước thành nhân đạo. Nhân đạo tức là pháp hữu vi thế gian. Bồ Tát đối với pháp hữu vi thế gian cũng xem như nhau. Ngài xem chánh pháp thập thiện nhân đạo